Đi chơi liêng, chia bài xanh chín. Đấy, có thể lấy bài lớn nhất về mình, rất là ok, đơn giản này. Đấy, ví dụ đây này. Đặt bài này. Đấy, bỏ đi hai lá. Sau đó chia từ mình. 100% bài của mình sẽ là bài lớn nhất. Đó, 8 điểm, 8 Astro lớn nhất. Ok cho anh em. Đấy. Bất kể nhà nào làm cái, anh em bỏ lá, anh em đều có thể lấy được bài mình là bài lớn nhất. Ví dụ như là nhà số 4 này làm cái đi. Đấy, nhà số 4 làm cái này. Mình chỉ cần bỏ đi là 4 lá này. 1, 2, 3, 4. Đúng không ạ? Bỏ đi 4 lá. Sau đó chia từ nhà số 4 này. Thì bài mình sẽ là bài lớn nhất. Ở đây. Ui rồi, anh em thấy không? 9 điểm này. Đấy, lớn nhất ở đây chưa? Hoặc ví dụ như chỗ của anh em mà người ta không chơi bỏ lá nhá, người ta không chơi bỏ lá thì anh em vẫn có thể biết được nhà nào là nhà lớn nhất khi mà anh em đánh nhá. Đấy, thì anh em nào mà thắc mắc thì có thể liên hệ trực tiếp về số hotline trên màn hình cho mình, liên hệ gọi điện trực tiếp vào đó hoặc kết bạn nhắn tin qua Zalo đều được. Đấy, sẽ có người tư vấn và hỗ trợ cho anh em, thì mình sẽ cho anh em xem luôn. Ví dụ như nhà mình làm cái đi. Đấy, ví dụ như nhà mình làm cái thì mình chưa chia mình đã biết được là nhà đối diện, nhà số 3 này sẽ là nhà lớn nhất này. Đó, anh em thấy không ạ? Bài số 3 6 điểm lớn nhất, các bài còn lại 0 0 3 điểm. Đấy. Tiếp tục. Lại ví dụ như nhà mình không phải là nhà làm cái, nhà khác làm cái, mình vẫn biết được nhà nào nhà lớn nhất. À. Ví dụ như nhà số 4 này làm cái này. Hoặc là nhà số 2 đi. Ví dụ như nhà số 2 là làm cái thì nhà số 2 sẽ là nhà lớn nhất. Đấy, mình chưa chia mình đã biết là nhà số 2 sẽ là nhà lớn nhất này. Đó. Liêng 4, 5, 6 ở đây. Ok chưa? Đấy, rất là ok cho anh em. Thì bí mật ở đây là gì? Đấy, bí mật ở đây anh em muốn biết, anh em nào muốn tìm hiểu thì có thể là kết bạn qua Zalo 0937 60 244, hoặc anh em đăng ký kênh này của mình để theo dõi anh em nhé. Đấy, hoặc anh em có thể đến trực tiếp hai cơ sở của bên mình mà nó đang hiện ở trên màn hình của anh em kia. Cơ sở 1 là ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở 2 là ở quốc lộ 13 Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Anh em đến trực tiếp thì sẽ được test thử, trải nghiệm thử về các cái bộ sản phẩm của bên mình. Đấy anh em nhé. Thì cái bộ sản phẩm mình vừa sử dụng là cái gì? Đấy, là một con máy đánh bài chất lượng tốt nhất hiện nay trên thị trường. Đấy, đã được bên mình mới nhập hàng về. Anh em có nhìn thì nhìn thấy. Đây, đây là một bộ máy đánh bài của nó anh em nhé. Như anh em nhìn ở trên màn hình của anh em. Đó, hàng mới về rất là nhiều, có rất là nhiều sự lựa chọn cho anh em. Tầm phân khúc giá rẻ cũng có cho anh em, mà hàng cao cấp chất lượng cũng có cho anh em. Đấy, riêng về sản phẩm của bên mình ấy, anh em nhé, các cái bộ sản phẩm của bên mình đều là hàng chất lượng hết. Đấy, tất cả các cái bộ là cung cấp sản phẩm cho anh em. Đấy, đều là hàng chất lượng cao với giá cả hợp lý nhất cho anh em. Đấy, đều được nhập từ nước ngoài, 100% đã được tuyển chọn kỹ lưỡng. Đấy, thì khi mà anh em mua sản phẩm của bên mình là có đầy đủ chế độ bảo hành cho anh em tất cả. Đấy, anh em nào mà chưa biết sử dụng bên mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho anh em, nên anh em yên tâm. Đấy, con này thì máy này thì anh em có thể lắp sim nghe gọi hoàn toàn bình thường. Tất cả các cái dòng máy đánh bài của bên mình, anh em lắp sim nghe gọi hoàn toàn bình thường nhé. Đấy, thì máy này nó sẽ hỗ trợ cho anh em chơi được tất cả các cái trò chơi liên quan đến bài lá. Ví dụ như sâm lốc, ba cây, liêng. Đấy, bài cào, phỏng. Đấy, binh sập sám, binh Ấn Độ. Đấy, tất cả các cái bài nào mà liên quan đến bài lá là bên mình đều có thể là làm được, chơi được cho anh em. Đấy, thì con máy này mình sẽ cho anh em cùng xem cái độ hiệu quả, chất lượng của nó khi chơi này. Đây, ví dụ như anh em đi chơi liêng đúng không ạ? Anh em đi chơi liêng thì như vừa rồi mình đã test cho anh em cùng xem rồi ấy. Thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em này cách chơi như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất. Ví dụ như đây, mình bấm đăng nhập, bấm vào trò chơi sảnh. Cái mã trò chơi ở đây nó sẽ là 3027, là trò chơi liêng. Ba cây nó sẽ là 3029, bài cào nó sẽ là 3005. Ví dụ test liêng này, bấm vào thử này. Đây nó hiện lên rất là nhiều phần cài đặt cho anh em. Đấy, thứ nhất là chọn lựa mã chơi. Đây là phần chế độ báo. Mình đang để chế độ báo số 5. Đó chính là chế độ báo nhà lớn nhất cho anh em.
tụ nào lớn nhất, số người 4 người, mình để tùy chỉnh số người sân chơi của anh em đấy, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tùy ý luôn. Đấy, khi đi chơi ấy, thì nó sẽ có chế độ cho anh em là chế độ tai nghe. Anh em nhìn đúng không ạ, tai nghe thì kỹ thuật số CVK458, đó là một chiếc tai nghe siêu nhỏ. Khi mà anh em đeo vào tai ấy, nó rất là nhỏ, không ai có thể phát hiện ra. Đấy, còn mình test, mình hướng dẫn cho anh em thì mình sẽ để chế độ loa này. Đó, mình đã bấm vào chế độ loa. Đấy, thì khi mình bấm vào chế độ loa xong rồi, chế độ xong hết rồi, mình bấm bắt đầu cho chơi này. Thì cái phần mắt camera, đấy, rất nhiều mắt camera nó sẽ nằm ở khu vực này. Đấy, nó sẽ quét bài cho anh em rất là nhanh. Đấy, anh em chỉ cần đặt này, ví dụ như là anh em ngồi ở vị trí số 4 này, anh em đặt bài thôi. Đây, ví dụ anh em ngồi đây, anh em chỉ cần đặt điện thoại trước mặt, sau đó hướng cái camera ra ngoài. Đấy, anh em thấy không, mình đặt bài này. Anh em nghe thấy không ạ? Máy báo 2 tức là sao ạ? Tức là nhà số 2 đây sẽ là nhà lớn nhất tính từ chỗ của anh em này. Ví dụ như đây, chia này. Thì bài này sẽ là bài lớn nhất cho anh em. Đó anh em thấy không ạ? 8 điểm lớn nhất này, máy báo bao nhiêu thì nhà đó sẽ là nhà lớn nhất. Đấy, tiếp tục test cho anh em tiếp này. Đấy, anh em cần đặt bài xuống phát máy báo luôn. Đây. Ví dụ anh em khóa màn hình đi cũng được. Đây, anh em khóa màn hình anh em đặt bài. Đấy, máy báo 4, ví dụ như là nhà chia là nhà này đi, nhà này chia thì đây 1 2 3 4, nhà số 4 này sẽ lớn nhất này. 4 1 2 3 4, thấy không ạ? 7 6 6 bài lớn nhất, bài này 8 điểm. Đó, rất là ok, rất là hiệu quả cho anh em khi đi chơi. Tiếp tục ví dụ test tiếp cho anh em này. Đấy, test tiếp cho anh em luôn. Anh em xem luôn. Ví dụ như là sân chơi của anh em mà người ta chơi bỏ lá đấy nhá, nếu mà người ta chơi bỏ lá thì anh em bấm vào phần chọn lựa ma chơi giúp mình. Đây, chọn lựa ma chơi, bấm vào đây. Anh em nhìn thấy không ạ, có các cái số thứ tự và rất nhiều chế độ ở đây. Anh em kéo xuống cho mình, anh em chọn cho mình là 68 68. Đó, anh em chọn 68, anh em bấm bắt đầu trò chơi này. Ở cái chế độ này ấy, thì anh em máy nó báo như thế nào thì anh em chuyển bỏ đi bấy nhiêu lá anh em nhé. Ví dụ như đây, 6 6 6 6 6, máy báo 6, ví dụ như nhà này làm cái đi mà bài của anh em là ở đây thì anh em bỏ đi cho mình là 4 lá này, bỏ đi 4 lá, sau đó anh em chia cho người ta chia từ đây thì bài của anh em sẽ là bài lớn nhất anh em nhé. Đó anh em thấy không, bài của anh em 10 GQ là bài lớn nhất này, hai nhà 9 điểm to, hai nhà 9 điểm to gặp bài mình 10 GQ này. Đó, rất là đơn giản thôi, máy báo thế nào anh em bỏ bấy đi bấy nhiêu lá là được. Hoặc ví dụ như anh em làm cái ở đây, ví dụ là anh em làm cái, anh em đặt bài đặt xuống phát máy báo, anh em bỏ đi 6 lá này, anh em nhìn tay mình 1 2 3 4 5 6, đó anh em bỏ đi 6 lá, thấy không ạ? Đúng nhỉ, bỏ đi 6 lá này. Sau đó anh em chia từ bài của anh em này. Đấy, thì 100% thì bài anh em sẽ là bài lớn nhất thôi. Đó, bài anh em 8 điểm, lớn nhất đúng không ạ? Đấy, thì đấy là cái cách chơi khi anh em đi chơi liêng. Đấy, mà khi anh em mua các cái bộ sản phẩm của bên mình ấy là có chế độ bảo hành cho anh em, và mình đảm bảo với anh em rằng khi mà anh em mua thì anh em chắc chắn khi mà anh em sử dụng vào chơi ấy, thì là anh em sẽ là người giành chiến thắng. Và hiện tại là bên mình đang có cái chương trình khuyến mại cho anh em. Đấy, mua một bộ máy đánh bài được tặng một vỉ pin tai nghe trị giá 500.000 và một cây bài 10 bộ bài trị giá 700.000. Đấy, cho anh em nào nhanh tay đặt hàng hoặc đến trực tiếp cơ sở mua. Đấy, anh em có thể kết bạn đến số hotline trên màn hình cho mình hoặc gọi trực tiếp cho mình đều được. Đấy, sẽ có cái tư vấn và hỗ trợ cho anh em nhé. Đấy, khi mà anh em mua sản phẩm của bên mình ví dụ như là nhiều anh em cái tầm giá tiền của anh em chưa có, thế anh em có thể mua các cái dòng máy bình thường này. Đấy, chất lượng của nó cũng đều ok anh em nhé. Mà khi anh em đã mua về anh em chơi, anh em kiếm được nhiều tiền thì anh em nên đời các cái dòng máy cao cấp này cũng rất là ok. Đấy, thì những anh em nào mà muốn tìm hiểu về các cái bộ sản phẩm khác
thì anh em có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline trên màn hình cho mình hoặc gọi điện trực tiếp cho mình để có người tư vấn và hỗ trợ cho anh em nhé. Thì cuối video cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo.